xin chào tất cả các bạn, rất vui được gặp tất cả các bạn trong chuyên mục về thằng thầy Lợn nha các bạn. Thì hôm nay Lợn nói về toán có lờ văn thì các bạn nên tóm tắt, nhưng đối với bài này các bạn nên vẽ hình nha các bạn. Vẽ hình thì đề bài cho như sau: một cái hình chữ nhật có chu vi là 84 mét. Vậy mình vẽ một cái hình chữ nhật nè. Đây, hình chữ nhật, ok chưa ạ? A B C D thì cái cạnh ngắn nha, cái cạnh CD và cái cạnh AB chính là chiều rộng. Cạnh ngắn á, cái cạnh dài là BC và AD chính là chiều dài nha các bạn, chiều dài. Các bạn phải biết phân biệt đâu là chiều dài, đâu là chiều rộng. Rồi, nếu tăng thêm chiều rộng, hình chữ nhật thêm 10 là cộng thêm á, chiều rộng đây nè. Đây, chiều rộng đây, tăng thêm 10 cm. Xin lỗi, mét, tăng thêm 10 à, thì ta được hình gì ạ? EF đi, đặt tên vào thì ta được một cái hình vuông. Vậy cho thấy chiều dài nè, là hình vuông là tất cả các cạnh của nó bằng nhau, nên chiều dài sẽ bằng chiều rộng cộng thêm 10, ok chưa ạ? Vậy nói cách khác, chiều dài trừ chiều rộng sẽ ra đúng cái phần 10. Đây, chiều dài nè trừ chiều rộng nè sẽ ra 10. Vậy mình sẽ có dài trừ rộng sẽ bằng 10. Tiếp theo có chu vi. Đây thì các bạn nhớ đã có dài trừ rộng rồi, chu vi chính là dạng tổng đó. Vậy các bạn phải tính nửa chu vi giúp Lợn, giải nửa chu vi hình chữ nhật là ta lấy chu vi chia 2 bằng 42 mét. Nửa chu vi này chính là chiều dài cộng chiều rộng bằng 42. Vậy đây là phép cộng, đây là tổng nè, đây là phép trừ và đây là hiệu nè. Vậy đây là dạng tổng hiệu, thì chiều dài chính là số hạng thứ nhất sẽ có công thức là tổng cộng hiệu tất cả chia 2. Chiều rộng nè chính là số hạng thứ hai sẽ bằng tổng trừ đi hiệu tất cả chia 2. Đề bài kêu tính chu vi hình vuông nè, thì các bạn chỉ cần tính chiều dài của hình chữ nhật thôi, được chưa? Bởi vì chu vi hình vuông đây thì phải có cạnh nè, cạnh của hình vuông nè, được chưa? Vậy ta tính chiều dài hình chữ nhật là ta lấy tổng cộng hiệu tất cả chia 2 bằng bao nhiêu ạ? 42 cộng 10 ra 52, 52 chia 2 được 26 mét. Khi đã có chiều dài rồi thì các bạn sẽ tính được diện tích. Đề bài kêu là tính chu vi hình vuông là, thì chu vi hình vuông sẽ bằng cạnh nhân 4, vậy là 26 nhân 4 bằng bao nhiêu? Các bạn comment kết quả ở phía dưới giúp Lợn các bạn. Rồi thôi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong quá trình hướng dẫn. Có chỗ nào bị sai, có chỗ nào bị thiếu, các bạn cố gắng comment giúp Lợn để Lợn khắc phục những đoạn clip sau trở nên hay và ý nghĩa hơn. Rồi, xin chào.